Cha thề dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cha thề chúng con xa trước cám rỗ. Nhưng cứu chúng con ra khỏi sự chết. Amen. Tôi tin thánh đức Chúa trời. Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Chịu nạn đời quan phong siêu phi la tô, chịu lắm bàn trên cây thánh giá, trên và cao xa. Tổ thân ngày thứ ba lời trong kẻ chết và sống lại lên trời ngược bên hữu Đức Chúa Cha phép tao vô cùng ngày sau lối trời lại xuống phát sẽ cờ sống và cờ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi xin có hồi thánh thần đó các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống đời anh. Lạy Chúa, con ở dưới vật sau kêu lên Chúa. Xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa cho tôi nào hay lỗi đường, với Chúa hằng có lòng lành. Cũng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con thấy vì lời hứa ấy. Vì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân lên Chúa trời đêm ngày hãy trông cậy người cho lên. Vì người rất nhân lành hay thương vô cùng sẽ ra hết mọi tội lỗi cơ làm dân người thay thay. Lạy Chúa xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời mà được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục mà được nghỉ yên. Chia chúng con cho khỏi mọi sự rước anh em. Lạy các anh cha vì Đức Chúa Giêsu. Xót chúng con. Lạy cha vì Thượng Thanh Thượng Tình Đức Thánh Đức Bà Maria. Cầu cho chúng con. Lạy ông Thánh Như Sẽ là Bà Thanh Sạch Đức Bà Maria trong đời đông chi. Cầu cho chúng con. Lạy cha Thánh Tư Đạo Việt Nam. Cầu cho chúng con. Vì cha đã có và hương đây mộ đây này. Cha và Son, nước cha chỉ đêm như cha từng rơi cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay. Okay.
chiều nam được quan phong siêu phi la tô chiều long đại nhân cây thanh gia chết và cao xa sông một đường tam mạnh với hoa và trong gần chết và sông lại lên trời từ bên dưới đi chơi trà phép cao vượt sau về trở lại xuống ba chắc cả xong và cả chết tôi tìm cây đi chơi thanh thật cầu thủ khô thanh hàng có ở pháp thế các bánh trong cơm tôi xin ra tra tội tôi tin chắc là người này sau sống lại tôi tin hạ sống khỏi thân. Chúa xin Chúa hãy thừa nhận để con kêu van hãy lắng nghe tiếng con cầu xin để cho các tôi nọ tôi được như Chúa hằng có lòng dạy cùng với lời Chúa phán ngữ con đã trông thấy Chúa yên ổn con thấy những lời Chúa đã trông thấy Chúa nhưng cao lòng tôi để Chúa trở nên ngài hãy trông thấy người cho lên vì người rất nhân lành hãy thơ vô cùng được xét ra hết mọi tội lỗi ca làm cho người ấy. Chúa xin ban cho linh hồn thiên nhiên và các linh hồn nơi đời đời mà được sát soi vô cùng. Lạy Chúa xin cứu lấy linh hồn thiên nhiên và các linh hồn cho khỏi tù mà mà lên nghĩa lên an. Cho các linh hồn nơi được siêu sắc vô cùng soi cho lên an nhiên. Chúng con là kẻ phản nghịch, chúng con là người trước đây là con người trước mặt Chúa luôn luôn thân thiện. Chúng con ấy chúng con không được cho chúng con bỏ bao ý. Thương xót chúng con, cầu cho chúng con, cầu cho chúng con. Giấu đi về. Đi, làm giấu nhé. Quẹt rồi. Đổ hết luôn đi. Để sang năm. Thánh lễ tại giáo xứ Tân Mai đã kết thúc. Hôm nay là ngày 30 tháng 11, thánh lễ cuối cùng trong tháng 11. Mọi người trở về phần mộ của các gia đình, người thân, cầu nguyện cho các linh hồn mới qua đời và người đã an nghỉ trong đất thánh này cũng như là trong tháng 11. Nhìn ảnh rất là xúc động tại giáo xứ Tân Mai. Nghĩa trang giáo xứ Tân Mai đây là nghĩa trang 1. Giáo xứ Tân Mai thì có hai nghĩa trang, nghĩa trang 1 và nghĩa trang 2. Nghĩa trang 2 thì cách đây khoảng mấy trăm mét gì đó. Ở giáo xứ Tân Mai thì những người quê ở Bù Chu cũng như Phát Diệm cũng như là các tỉnh ngoài Bắc vào đây lập nghiệp cũng như là định cư đây rất là nhiều. Phần mộ hầu như là ở Nam Định, Bù Chu và các nơi ngoài Bắc rất là nhiều luôn, rất là đông luôn, nghĩa trang rất là lớn. Đây là thì đang đi cái cổng phụ, còn cái cổng chính thì nằm ở giữa kia, rất là đông. Hôm nay thời tiết rất là đẹp, không có mưa. Gọn vào con.
đi đi. Sinh và tại Hai Giáp Bố Chu. Đây là cái cổng phụ, bây giờ ra ngoài đường. Đây, rất là đông luôn, bao nhiêu nghìn người trở về đất thánh giáo sư Tân Mai. Nhà thờ giáo sư Tân Mai cách đây khoảng 300m gì đó mọi người. Thì giờ đi ra ngoài nhà thờ, tại để đang để xe ở ngoài đó. Và để xe ngoài đó đi bộ ra phần mộ của đất thánh 1 giáo sư Tân Mai đây. Hôm nay thì ngày 30 tháng 11 là ngày lễ cuối cùng trong tháng 11 lễ cầu cho các đảng linh hồn. Thì cha xứ cử hành lễ vào lúc 18 giờ. Thời tiết hôm nay chú ban cho rất tạnh ráo và đẹp đấy. Mọi người đang ra về rất là đông luôn. Hôm đầu tháng 11 thì lễ ở đó thì cũng là mưa. Hôm nay thì lại thời tiết rồi. Giáo sư Tân Mai thì vào những ngày này cũng đang trang trí Giáng sinh, Noel, nên là điện đường ngoài rất là nhiều điện luôn này. Tao nằm dưới đất rồi.
Rất là đông, chỉ còn khoảng hơn 100 mét nữa là tới nhà thờ giáo sĩ Tân Mai. Giáo sĩ Tân Mai thì thuộc giáo phận Xuân Lộc. Địa chỉ thì nhà thờ thì nằm phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Nói đến giáo sĩ Tân Mai thì mọi người không xa lạ, thì giáo sứ rất là lớn của giáo phận Xuân Lộc, nhân danh rất là nhiều, rất là đông luôn. Và những dịp lễ lớn Noel, Phục Sinh ở đây thì tổ chức rất là long trọng và đông. Giáo sĩ Tân Mai thì những người di dân từ năm 54 ở ngoài Bắc như Bù Chu, Phát Diệm, Hưng Yên, Thái Bình rất là đông. Và những phần mộ người ta ăn nghỉ, các linh hồn ăn nghỉ tại đất thánh thì hầu như là Bù Chu rất là nhiều, quê gốc ở Bù Chu. Tôi rất may mắn và hạnh phúc được tham dự các thánh lễ lớn tại giáo sứ Tân Mai. Gần đến ngày Noel này, người trang trí Giáng sinh rất là đẹp. Điện hôm nay người ta đã dặn này, nhưng mà một số vẫn chưa được bật hết lên. Đây là khu vực đầu nhà thờ giáo sứ Tân Mai này. Đây là bên hông, và đây là nhà mục vụ, nhà chung của giáo sứ Tân Mai. Đây mọi người, đó. Chỉ có cà phê đâu. Đâu kia giải quyết, đầu mày kia giải quyết. Đây là nhà chung của giáo sư Tân Mai. Đức mẹ rất là đẹp. Có đài Đức mẹ rất là đẹp luôn. Có núi đá. Thì giờ lấy xe rồi ra về, thì xin tạm dừng video đây. Đâu xe mình đâu, mai kia mà chưa tới, gần tới rồi. Lấy xe về, cảm ơn mọi người nhé. Mấy hôm nữa thì ra trở về đây quay Giáng sinh cho mọi người cùng xem. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.